chấn động, các thầy tử vi phương Đông đã hé lộ rằng người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, hợp vía thần tài, có 10 ngày trúng lớn bất ngờ, vận số cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, sự nghiệp lên hướng, làm ăn đắc thắng. Trúng số cực khủng, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, thong dong tận hưởng phúc khí lớn đến cuối cuộc đời. Vậy cụ thể ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Người tuổi Ất Tỵ là những người sống có trách nhiệm, nên người tuổi này sẽ cố gắng phát huy hết khả năng của mình để thực hiện mục tiêu. Tuy nhiên, đôi khi vì hay hứa hẹn những việc bản thân không thực sự xuất sắc nên hoàn thành không được tốt như những gì đã hứa. Ất Tỵ khá nhạy cảm và trực giác cũng rất tốt, nhưng lại thường lãng quên cách áp dụng hai khả năng này trong cuộc sống. Vì thế hiệu quả công việc thường không được cao như mong đợi, chính vì điều này nên Ất Tỵ không hay gặp may mắn trong cuộc sống. Những người này được bạn bè yêu quý và tính cách chan hòa dễ chịu. Tuy nhiên, Ất Tỵ là người khá nhạy cảm nên rất dễ bị tổn thương với những thất bại. Khi ai cũng biết ai cũng hỏi thăm, sẽ là lúc người tuổi này cảm thấy rất ngại tiếp xúc. Họ chọn cách chui vào vỏ ốc để được yên ổn hơn là sử dụng khả năng ngôn ngữ của mình. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, mang mệnh phú đăng hỏa, năng lượng của ngọn đèn không phải vô tận như năng lượng tự nhiên, vì thế muốn phát huy được ưu thế và để cho những người tuổi Ất Tỵ, mệnh phú đăng hỏa cống hiến đóng góp tốt hơn thì cần có sự quan tâm, động viên, sự tự thưởng sẽ truyền thêm niềm tin vào năng lượng cho họ. Những người sinh năm 1965, bản tính vốn nhẹ nhàng, thảnh thơi nên không coi trọng tiền bạc, vận tài lộc bình bình. Là người hiền lành, lương thiện hay giúp đỡ người khác nhưng cũng dễ tin người, vì vậy hợp tác làm ăn dễ bị lừa gạt. Theo luận giải của các thầy tử vi phương Đông, bước vào tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Ất Tỵ gặp được quý nhân phù trợ. Vận trình khởi sắc mạnh mẽ, khi bản mệnh gặp bất kỳ rắc rối hay trở ngại nào ngay lập tức sẽ có người ra tay giúp đỡ và giải quyết mọi chuyện. Trong sự nghiệp, miễn là Ất Tỵ luôn chăm chỉ và làm việc có trách nhiệm, cuối cùng sẽ đạt được thành quả đáng kể. Tháng này cũng là tháng tài vận bùng nổ hơn, chỉ cần lưu ý trong kinh doanh, đầu tư, cần biết điểm dừng tránh tham thì thâm. Chuyện tình cảm bước vào trạng thái lý tưởng nhất, gia vận thì hoa thuận, nồng ấm. Sức khỏe của người tuổi này nhìn chung ổn định, thể trạng rất tốt nhờ chế độ rèn luyện và lối sống lành mạnh. Tuy do thời tiết khá nóng nên bản mệnh cần chú ý tình trạng nóng trong, mụn nhọt. Cụ thể, tử vi chi tiết tương phương diện của người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Về mặt sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch, về phương diện công danh của tuổi Ất Tỵ lúc này có nhiều thăng trầm khó lường. Nhưng dù sao, đây cũng là cơ hội để bản mệnh thể hiện bản lĩnh của mình trong việc kiểm soát vấn đề. Thiên quan dự báo, có những rắc rối khó lường khiến bản mệnh phải phiền lòng, bận tâm, ngay lúc này, không nên phó mặc cho số phận, hay thờ ơ với mọi thứ xung quanh, vì bạn đủ khả năng để chuyển bại thành thắng trong thời gian ngắn. Bạn có thể phá vỡ những lề thói, quan niệm cũ trong công việc để bước sang một giai đoạn mới. Lúc này khá khó khăn, mệt mỏi, nhưng tương lai bạn sẽ có những bước tiến đáng kể. Thời gian trong tháng này, người đang tìm việc thì quá lo lắng, bận rộn với nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau, nhưng kết quả không như ý. Bạn cần điều chỉnh hướng đi mới, cải thiện kỹ năng còn thiếu để chinh phục giấc mơ của mình. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 6 tuổi Ất Tỵ âm lịch cho thấy vận trình tài lộc của người tuổi Ất Tỵ thăng trầm không ổn định chút nào. Thế nên, ngay khi kiếm được tiền nên để dành tiết kiệm, không nên tiêu xài hoang phí. Trong khi đó, khi khó khăn thì càng tìm cách để cải thiện kỹ năng kiếm tiền của mình, học hỏi thêm để khai thác các cơ hội đầu tư một cách hiệu quả. Trước khi đi chợ hay siêu thị nên cẩn thận ghi hết những món đồ cần mua ra giấy, lúc đi mua thì chỉ đến đúng chỗ, không nên lang thang ngắm nghía thêm vì có nguy cơ bạn mua nhiều hơn so với những gì mình cần. Tháng này, đừng quên kiểm tra xem khóa cửa ra vào và cửa sổ trong nhà có còn hoạt động tốt hay không. Khi ra ngoài thì cần cất giữ những vật dụng có giá trị để giảm bớt tổn thất về tiền bạc, phòng tránh trộm cắp. Về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình duyên, tháng này ngũ hành xung khắc cho thấy vận trình tình cảm của con giáp tuổi Ất Tỵ không được thuận lợi. Người độc thân không nên vội vàng,
hãy bình tĩnh chờ đợi một thời gian nữa xem sao, biết đâu trong những lúc không ngờ nhất thì tình yêu lại đến với bạn một cách bất ngờ. Muộn một chút, nhưng đúng người là được. Người có đôi lúc có xu hướng lơ là không quan tâm tới người ấy chu đáo, nên chính bạn cũng cảm thấy có lỗi. Thế nhưng, may mắn là sau khi nghe tuổi Ất Tỵ giải thích và cách bạn thể hiện sự chân thành đã khiến đối phương chủ động hỗ trợ bạn trong cuộc sống. Tình cảm tuy không thăng hoa, nhưng tạo cho con giáp tuổi này cảm giác bền vững, an ổn. Trong tháng 6 âm lịch, Thất Xích bay về phương chính nam, phụ nữ trong gia đình bạn có thể bất hòa, gây chia rẽ nội bộ, khiến bầu không khí trong nhà căng thẳng. Về mặt sức khỏe, vận trình tháng 6 âm lịch này của tuổi Ất Tỵ có nhiều quyết tâm trong việc cải thiện sức khỏe, nhưng không phải khi nào bạn cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên, đó cũng là bước tiến so với chính bạn trước đây, một người không nghĩ tới thể dục, thể thao. Thời gian này, thức ăn quá nóng hay quá lạnh đều không tốt cho sức khỏe, chú ý ưu tiên ấm, mềm, nhạt. Bản mệnh nên lưu tâm hơn tới vấn đề ăn uống, nên ưu tiên đồ ăn theo mùa vì chúng hỗ trợ năng lượng cho bạn rất tốt. Nếu bị bệnh, bản mệnh nên ưu tiên các phương thức chữa trị thông thường, có tính phổ biến, đừng xem thường những thứ đơn giản xung quanh chúng ta, những phương pháp mới chưa chắc đã phù hợp với bạn. Và sau đây là vận trình từng tuần và cẩm năng vượng vận dành riêng cho tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, đúng tháng 6 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Tuổi Ất Tỵ vô cùng may mắn khi nhận được tín hiệu may mắn từ dịch mã cát tinh. Phương diện tài lộc và công việc đang dần có những dấu hiệu tiến triển rõ rệt. Tuần này có lợi cho những bạn xuất ngoại, làm việc cần di chuyển nhiều, tính tình năng nổ, thích đi đây đi đó. Cát tinh này chỉ phù trợ cho những người chịu thương chịu khó, miệng nói tay làm, công sức mà bạn bỏ ra sẽ sớm được đền đáp. Có nhiều người còn nhận được tin vui bất ngờ trong công việc. Nhìn chung, tình hình công việc bình ổn, không có biến động lớn. Có chăng chỉ một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao khiến tâm trạng bản mệnh bị ảnh hưởng. Tuổi Ất Tỵ vốn suy nghĩ lạc quan, lại tích cực hành động, không cho phép mình rảnh rỗi quá lâu, lúc nào cũng luôn chân luôn tay. Nên mọi sự muộn phiền sẽ qua đi rất nhanh, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, nên càng về cuối tuần, con giáp này càng có thu nhập cao. Tỵ ăn chơi cũng giỏi nhưng kiếm tiền cũng không thua kém ai, chính vì quá được lòng thiên hạ, nên dù có kiếm được nhiều cũng chẳng ai dám xăm soi tiền của bạn. Cuối tuần có tam hợp cục chiếu cố, nên Ất Tỵ sẽ nhận được sự ngọt ngào trong tình yêu, được nhiều người nhắc đến. Hãy tự tin và trau chuốt cho bản thân, cứ mạnh dạn trở thành người mà mình muốn trở thành, thay vì sống theo mong ước của một ai đó. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thân, Mùi, tiểu nhân, Tuất, Hợi. Màu sắc may mắn, đen, xanh lá. Con số phát tài, 89, 65, 12. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Thiên diêu chiếu mệnh cho thấy, Ất Tỵ có một tuần đầy thú vị, xen lẫn hung cát, nhưng đây cũng là khoảng thời gian khiến bạn trưởng thành và khôn ngoan hơn rất nhiều. Tình hình công việc tiến triển khá thuận lợi, tuy nhiên có điểm về sự thay đổi dịch chuyển trong công việc, có thể là thay đổi chức vụ, vị trí hay đi công tác xa. Dù thế nào đi nữa, với những ai lạc quan, chủ động nắm bắt tình hình, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngược lại, nếu nghĩ tiêu cực, lười nhác thành công sẽ không tới, Tỵ đa tài đa nghệ và không ngại khó khăn, quan hệ ngoại giao cực khéo và vui tính, nên làm ăn rất dễ dàng, ký hợp đồng cực nhanh. Bạn trẻ tuổi này sẽ được nâng đỡ và có quý nhân dẫn lối, nếu biết lựa lời để giao tiếp trong cơ quan, được giao thêm nhiệm vụ, hãy mạnh dạn đón lấy đừng ngại. Tài lộc trong tuần khá vượng, kinh doanh buôn bán cũng thuận lợi, đơn hàng đến tấp nập, tất nhiên kiếm được lợi nhuận càng cao, bản mệnh phải đổ càng nhiều mồ hôi, công sức. Làm ăn chân chính luôn vất vả như vậy đó, nhưng thường rất bền vững. Tiền tài ở mức ổn định. Nhiều nữ tuổi Ất Tỵ tốn tiền làm đẹp vì muốn thay đổi bản thân sau một vài biến cố. Tới cuối tuần, sẽ có công việc làm thêm, giúp gia tăng nguồn thu nhập, nhưng cũng đừng tham việc quá, làm gì cũng nên để ra thời gian để đầu tư cho sức khỏe. Thái dương hỗ trợ cho nam tuổi Ất Tỵ trong đường tình duyên tuần này khá nhiều, khả năng cao, các bạn sẽ có bạn mới hoặc có người yêu mới. Nữ tuổi này tính ương bướng ngang ngạnh nên hay bị ghét, nhưng nếu cần cải thiện đường tình duyên thì phải chăm giao lưu và hành thiện. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Ngọ, Hợi, tiểu nhân, Mão, Tuất. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số phát tài, 78, 43, 09. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Thái tuế hung tinh khiến tuổi Ất Tỵ
gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống tuần mới, con giáp này phải cẩn thận hết sức với công việc. Tuổi Ất Tỵ vốn thẳng tính, có gì nói nấy, không kiêng nể ai bao giờ, bạn xác định thà mất lòng trước nhưng được lòng sau, còn hơn là phải sống con mình giả dối. Tuy nhiên, điều này khiến không ít người khó chịu và chính bạn cũng gặp phải không ít rắc rối. Tốt hơn hết, thay đổi một chút, tránh chuyện thị phi, có khá nhiều việc xảy ra nằm ngoài dự tính, khiến bạn phải loay hoay xoay sở, nhưng yên tâm, khó khăn, tài chính chỉ là tạm thời, bạn sẽ có cách để tìm ra hướng đi riêng, cải thiện đời sống vật chất. Bạn dần có cái nhìn bi quan trước mọi việc, do công việc gần đây không được thuận lợi hay vấp phải rắc rối. Đoạn đường này, bạn có thể khóc, nhưng tuyệt đối không được buông xuôi, vì gặp khó khăn, nghĩa là bạn đang đi lên dốc, chứ không phải đi lùi. Ai phải xuất hành đi xa, nên cẩn thận giấy tờ, xe cộ, không được hấp tấp. Tài vận không quá dồi dào, công việc không hoàn thành hanh thông, nên tiền cũng khá ít. May mắn là con giáp này còn có thêm thu nhập phụ bên ngoài, nên cũng xoay sở được trong lúc bí tiền. Người thân cũng sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong chuyện vốn liếng làm ăn. Đầu tuần, nhờ tam hội giúp đỡ, nên Ất Tỵ tránh được xui xẻo trong chuyện tình cảm. Các cặp vợ chồng có thời gian hâm nóng tình cảm, sống thì phải bản lĩnh, buồn được thì vui được, vấp ngã được thì phải đứng dậy được, có như thế thì người khác mới không dám ăn hiếp bạn. Sức khỏe của tuổi Ất Tỵ giảm sút nghiêm trọng, cơ thể dần xuất hiện những dấu hiệu bất thường về răng miệng, da rẻ và xương khớp, cần chú trọng hơn đến chế độ dinh dưỡng, hình thành thói quen ăn nhiều rau, hạn chế thịt thà. Bên cạnh đó, tăng cường luyện tập thể thao, lười và thiếu vận động chính là nguồn gốc của bệnh tật. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mùi, Thân, tiểu nhân, Tuất, Tỵ. Màu sắc may mắn, đỏ, trắng. Con số phát tài, 78, 65, 22. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 6 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, thiên vu các tinh nâng đỡ giúp Ất Tỵ có động lực và bước nhanh hơn đến con đường hạnh phúc. Nhưng cũng nên cẩn thận với tác động mà tiểu hao mang lại. Ất Tỵ là người thông minh, còn trẻ thì khá hiếu học và khiêm tốn, vận may đến cũng là nhờ phước phần của bạn. Đây là khoảng thời gian thích hợp để con giáp này phát huy năng lực, bản lĩnh của mình trong công việc. Ở tuổi nào đi nữa, bạn vẫn là con người có trách nhiệm và uy tín trong công việc hay được cấp trên tin tưởng. Tài lộc trong tuần khá vượng. Ngoài thu nhập chính, bạn cũng có thêm khoản thu nhập vụ kha khá, tuy nhiên, nó cũng chưa thấm vào đâu so với nhu cầu chi tiêu của bạn. Tuổi Ất Tỵ lại tốt bụng, biết vun vén cho gia đình, nên khi có tiền rảnh rỗi là nghĩ ngay tới việc giúp đỡ mọi người, đa phần không tích lũy cho riêng mình được là bao. Ất Tỵ nên chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự hao hụt tiền bạc, bạn nên chấp nhận sự xui xẻo này đến với mình, vì không còn cách khác để ngăn chặn nó, của đi thay người, nên đừng tiếc nuối quá. Thời gian tới sẽ có cơ hội mới cho bản mệnh làm lại, không được nản chí, vận trình tình cảm không quá tốt đẹp, do người tuổi này có nội tâm sâu sắc, người có nhiều duyên nợ, là mối tơ lòng và thường hay khổ. May mắn là nhờ tài ăn nói, nên Tỵ cũng tránh được nhiều rắc rối, gia đình và bạn bè được nhờ hay được người khác giúp đỡ lúc nguy nan. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Sửu, tiểu nhân, Tuất, Thìn. Màu sắc may mắn, cam, đen. Con số phát tài, 89, 65, 32. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, quây quần bên người thân, họ hàng, cùng nhau dùng bữa, chắc hẳn ai cũng sẽ rất vui, nhưng nếu ở chung một nhà trong thời gian quá lâu, thì không đơn giản chỉ là kê thêm một chiếc giường, người thân từ xa đến, tốt nhất không nên sắp xếp ở lại nhà mình quá lâu. Sở dĩ là có bốn nguyên nhân chính, ở lâu ngày sẽ thường xảy ra mâu thuẫn. Một ngày nọ, anh họ của Tiểu Trì đến nhà chơi và có ý định ở lại mấy tháng, mẹ của Tiểu Trí đã chào đón anh họ bằng một bữa tối rất nồng hậu và sắp xếp cho anh sống ở trên lầu. Nhưng sau đó mới biết anh, họ ở bên ngoài thiếu nợ người ta rất nhiều tiền, nên đang tìm chỗ để trốn nợ. Mẹ Tiểu Trí biết chuyện, liền thiện ý, khuyên can, cố gắng kiếm tiền mới là biện pháp tốt nhất, chứ chạy trốn thế này cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Anh họ nghe xong tức giận nói, mới ăn nhờ có mấy bữa, đâu cần phải đổi nhanh như thế, chỉ cần nói chuyện qua lại vài câu, giữa những người thân thiết liền xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là khi họ hàng quá thân thiết, những khuyết điểm và hoàn cảnh gia đình của họ sẽ không thể che giấu, từ đó biến thành đề tài, câu chuyện, thường xuyên lời to tiếng lại, mối quan hệ sẽ trở nên căng thẳng. Cũng có một số người thân thiết vì quá quen thân, liền đổi khách thành chủ, hoàn toàn không còn coi bản thân mình là người ngoài, gây ra những tranh chấp không cần thiết. Thói quen sinh hoạt bất đồng. Một cư dân mạng từng kể lại rằng, anh ta có một người anh họ đã đến Tân Cương kiếm sống từ nhiều năm trước,
Từ đó về sau, hiếm khi trở về quê nhà ở Hồ Nam. Năm ngoái, anh họ đưa con về quê, ở nhờ nhà họ hàng. Mặc dù bà con đã lấy ra những bộ chăn ga gối đệm đẹp nhất để tiếp đãi, nhưng cả đêm anh họ không ngủ vì là tiếng ngáy của mình sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Buổi sáng, anh họ dậy sớm phát hiện chủ nhà vẫn chưa thức dậy. Để không để thời gian trôi qua vô ích, anh họ lặng lẽ ra ngoài đi dạo, nhưng kết quả lại đánh thức chủ nhà. Nói chung, người dân ở các vùng khác nhau có thói quen ăn uống khác nhau. Ví dụ, người Sơn Tây thích ăn chua, người Hồ Nam thích ăn ớt, người Đông Bắc thích ăn hành và người Thượng Hải thích ăn đồ ngọt. Nếu mọi người sống chung dưới một mái nhà, nhưng mối quan hệ của họ lại không thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, mà ngược lại, bởi vì thói quen khác nhau mà ảnh hưởng lẫn nhau, làm phiền nhau, thậm chí là bài xích lẫn nhau, thì tốt nhất không nên ở gần nhau trong thời gian quá lâu. Ở lâu ngày, sẽ không còn khả năng đáp ứng. Thông thường, khi có người thân ở trong nhà, thì sẽ dọn thêm một hoặc hai món ăn phù hợp với khẩu vị và thói quen của họ. Ngày một, ngày hai thì có thể chấp nhận được, nhưng nếu trong một tháng, hai tháng, thì đoán chừng là không ai muốn điều đó. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, cũng như thời gian trong ngày của gia đình bạn. Mỗi ngày bạn đều phải cân nhắc tới sở thích của người thân. Trước khi quyết định ăn gì, xem gì, uống gì và nói chuyện gì, như vậy không khí trong gia đình sẽ trở nên rất thận trọng. Nếu trong gia đình có trẻ nhỏ, có thể chúng sẽ lao vào tranh giành xem TV với người thân, mối quan hệ họ hàng thân thích, dù tốt đến đâu, cũng không thể tốt bằng cha mẹ và con cái. Chỉ có cha mẹ mới có thể nuôi dưỡng con cái suốt cuộc đời, còn đối với thân thích, bề ngoài thì tỏ ra lịch sự. Nhưng thực chất lại đôi khi cảm thấy không thoải mái, bằng mặt mà không bằng lòng, so sánh lẫn nhau, đắc tội với người. Trong giao tiếp, cần chú trọng giao tiếp lịch sự, nhưng điều đáng nói là bạn tốt với người họ hàng này bao nhiêu, thì cũng phải làm như vậy với người họ hàng khác, nếu không thì giữa hai người sẽ nảy sinh tâm so bì lẫn nhau. Ví dụ, nếu con gái của gia đình anh họ kết hôn, bạn mừng 500.000 đồng, còn con trai của gia đình em họ kết hôn, bạn mừng 200.000 đồng, khi em họ biết được sự việc, nhất định sẽ nghĩ rằng bạn đang coi thường họ. Tương tự như vậy, nếu bạn tiếp đãi nồng hậu, một người thân đến sống ở nhà mình, thì những người thân khác sẽ nhìn chằm chằm vào bạn để xem bạn đối xử với họ như thế nào trong tương lai. Tất cả các loại so đo sẽ dần dần xuất hiện. Trong các mối quan hệ giữa người với người, sự mất cân bằng về cảm xúc, sự ghen tị, nghi ngờ và những cảm xúc khác là điều khó tránh khỏi, ngay cả đối với những người thân như anh chị em, chưa nói đến giữa họ hàng với nhau. Vậy khi người thân từ xa đến, chúng ta nên sắp xếp cuộc sống như thế nào? Tốt nhất bạn nên thu xếp cho người thân ở nhà nghỉ hoặc khách sạn gần đó. Hơn nữa, cần giao tiếp kịp thời, giải thích việc quyết toán chi phí, sắp xếp đồ ăn, thức uống. Đối với những người thân gặp khó khăn, chúng ta có thể giúp họ tìm việc làm, giúp họ tự lập thay vì phụ thuộc lâu dài vào bạn. Có như vậy, mối quan hệ mới có thể bền lâu. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.